Rồi, chào các bạn. Đây là cái đồng hồ của cái xe 2010 ha. Thì sẵn tiện mình tháo ra mình chia sẻ về vấn đề cái đèn trợ sáng. Thì mình sẽ gỡ ra, mình thử là mình tua cái công đèn led coi. Tua cái này lại coi, coi nó coi được hay không ha. Thì nó còn trong này nên nó còn là khá là mới nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình gỡ ra ha. Nó chỉ còn hai con ốc chỗ cái không còn đèn mét này thôi, mình gỡ hai ốc này ra thôi nha. Gỡ hai ốc này ra thôi rồi mình thử làm được hay không. Tại nào giờ mình nghe nói là khi mà các chủ xe dọn xe rồi đó hay tua lại, thì bây giờ mình nghĩ là nó sẽ không có vấn đề gì khó khăn. Đối với mà cái trường hợp về điện tử thì mình có thể ngắt điện. Còn trường hợp mà mình cái này thì mình phải gỡ ra mình làm bằng tay thôi ha. Nè, đây. Đây là bên trong của cái Polymer. Các bạn mình thấy rõ không? Nó có số ký hiệu gì đó. Nhìn nó cũng khá là đẹp ha, rất là sáng. Nó đây. Đó, nó cũng đơn giản các bạn. Cái trục này quay nó cả lên đây. Rồi bắt đầu nó quay cái này. Rồi bây giờ ở đây của mình là 45.831 ha. Bây giờ mình tua lại còn tua hai số này thôi là bắt đầu số này nó ít lại rồi. Ha, mình thử ha. Mình thử mình sẽ tua. Ở đây thì mỗi một dãy số nó ngăn cách bởi một cái G các bạn ạ. Mỗi một dãy số nó sẽ có ngăn cách bởi cái G nè. G. Ở đây mình xài cái vít nhỏ ha, hoặc là mình này cái cây này cái căm mình mài dẹp. Cho nên mình thử mình tua mình quay ra được không. Không đi các bạn ạ, nó hầu như là nó chưa có thoát khỏi cái gờ. Các bạn phải làm cho nó khéo nha, để không thôi á nó trầy cái số thôi các bạn. Nó trầy cái số thì nó uổng cái đồng hồ của mình. Rồi ở phía sau mình làm được thì bây giờ mình làm phía trước ha. Ở phía trước mình làm được thì mình làm phía sau. Mình quay để hướng này cho các bạn thấy rõ nha. Đây. Bây giờ tiến hành mình sẽ thọt vô cái gờ thế này nha các bạn. Phải cẩn thận các bạn. Trầy số là nó mất đẹp đó các bạn. Đây xe của mình nên mình muốn chia sẻ anh em mình mới làm thôi, chứ mình không phải là thợ nha. À, đi các bạn ạ. Nè. Đó, 3. Đó, 2, 1. Rồi, không. Rồi, xong một hàng các bạn. Nó cũng không có khó lắm nha. Thật sự mà nói là nó không có khó lắm. Bây giờ mình sẽ làm hàng số 5. Trở gì không luôn. Hàng số 5 thì mình sẽ lựa cái gờ này bạn. Mình sẽ tách cái nó có cái gờ nhỏ. Các bạn ở đây nó hơi ấy quá. Có cái gờ nhỏ nha, mình sẽ nải nó ra ha. Mình nải cái gờ nhỏ này ra, bắt đầu mình xây ha các bạn. Đó. Nghe cái rắc rắc vậy đó, đó. Nải ra tách ra khỏi là bắt đầu mình xây. Đó. Đó. Rồi, 3 rồi. 2 rồi 1. Rồi. Hai hàng này không rồi. Bây giờ mình thử trả một cái hàng cuối đi. À. Cuối cho này không. Hàng cuối thì đây nó có cái này các bạn ạ. À. Nó bị vướng bởi cái này rồi. Mình phải cẩn thận nha. Đó. Đó. Không luôn rồi. Giờ mình làm cái hàng số 3 này đi ha. Số 3 trả anh không đi. Mình phải lựa các bạn. Phải lựa cho nó ngay các bạn. Mình mới xây được. Rồi. Rồi mình tạm thời mình để như thế này đi. Nhìn nó cũng đẹp ha. Rồi mình chạy. Xe của mình các bạn, mình mua về mình chạy, mình kiếm cái gì đó hay hoặc là mình kiếm cái gì đó mình để chia sẻ các bạn. Chứ không phải là mình móc soi mói cái thợ người ta làm như thế nào.
hay là mình dọn xe lại cho mới, mình bán như thế nào? Thì hiện tượng mà này thì nó cũng hơi nhạy cảm các bạn, mà mình dọn xe mới nguyên mới hết, nhìn nó mới hết, nhưng mà cuối cùng con này mét mình là mấy chục ngàn thì đâu có là mới. Cho nên mình phải, khi mà các bạn có dọn xe, định dọn xe muốn cho nó mới, bạn thấy vui thì các bạn có thể gỡ cái này ra, các bạn trả lại số không luôn ha, trả lại hết luôn cho nó mới luôn, như thế mình thấy nó thích hơn. Còn ở tiệm người ta làm sao thì mình không biết, nhưng ở nhà thì mình làm được như vậy đó. Ở nhà thì mình thấy mình làm được như vậy. Nói chung là nó cũng đơn giản các bạn ha. Nói chung nó cũng đơn giản rồi. Thì nói chung ở đây mình chia sẻ các bạn vậy thôi. Rồi các bạn nào mà muốn thử thách, muốn làm thì cứ tháo ra làm, hoặc là khi dọn xe thì mình đi tiệm thì có thể người ta làm cho mình, nhưng mình ở đây thì mình nói chung là mình cái gì đó mình thích làm á thì nó vẫn hay hơn. Mình đam mê mà các bạn, gỡ cái mình mày mò mình làm, mình học hỏi dưới đây mình trao đổi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.